Xin chào các bạn, đây là anh em mình đang chuẩn bị đi vào bãi cá suốt. Đang đi bơi vào bờ, bơi vào bến đầm. Đây là xúc cá suốt nha các bạn ơi. Con Long cầu lại, có tôi lên cái. Nhỏ chưa. Long, còn người vô tính giữa đó tôi lên cái. Ốc luôn nha. À nãy bơi có ốc nữa. Vô dài chỗ cho tôi lên. Đi lên đấy. Ốc đúng. Lên chưa? Để Long lên bờ sao bắt? Đồng lên cốc nữa. Ở tao lên bờ cũng được. Rồi cho hai mạng chưa có. Tôi Cái gì mà lên lắm? Xong? Xong lên, đu lên chứ. Rồi mà đi đây chứ mà đi lên bờ chứ. Vậy làm sao chạy ông đậu. Được. Rồi nằm thì nói chung được. Được nhiều á. Được. Đẹp á. Đâu rút đi. Rút lên đi, đâu đâu mà hết. Quay lên trên cái này. Từ từ thâu. Đó có cái dấu á. Dính có chín đồ dấu đâu. Chết chay đâu. Gì vậy? Chín đồ dấu rồi. Nhảy xuống đi. Cầm cái đi. Bảo đây đổ vô mặt này. Để đâu? Để đâu? Chưa. Để đâu? Chúa còn cứng nhắc mà xong rồi. Lên, xuống rồi. Có cái dấu á. Có dấu á. Ừ. Được con cái dấu. Rồi phải có rạn luôn chứ. Không biết đó. Cần gác. Lấy đem lên luôn đó. Còn kéo không? Còn nhiêu mà. Dính rạn anh em ơi, dính rạn mà xuống gỡ. Đường túng chi luôn, đường túng chi. Xuống túng chi lại nha. Từ. Ở lần bên chi á. Bộ mình không mang thêm những người xa xách à? Sao chưa nặng được? Nước nó cạn lắm. Rồi bên trên, rồi bên xách xong xong đó. Dạ? Chấm lên đi. Đó. Chấm lên thêm. Đó, đây không á? Chấm lên thêm. Dẫm lên. Xe bắt đầu luôn. Kế đây ăn được chứ con chứ luôn. Kế vậy mà ông chơi nhỏ. Vụ xuống. Cái suốt mọi người ơi. Được một con cái dấu nữa. Trời lên mặt lưới nhỏ cỡ đây mà nó cùng đấm mà. Cái nhỏ. Nó lọt luôn à. Nãy nó lọt luôn. Cái này để đổ con người cắt đầu đổ con người giúp đi. Ấy tôi trong thúc. Tắt đèn bên kia. Cuộn gỡ giỏng nhanh. Rồi. Cuộn gỡ nhanh chai nhiều tố nhiều ghế chứ. Ở chỗ cản này, qua đây nữa. Gần tàu nó đứng không bóng tàu ạ.
nhà hàng Du Thiên Côn Đảo. Không, quay bên dưới. Về chỗ xác minh cái nhà hàng thử có nó đứng không tàu. Nhiều lúc nó đậu lâu đâu nó đứng không tàu. Thuận nhỏ nó ở nó nằm sâu nó chạy sâu dưới á. Bất thử nhát đi bữa ra mày đó, đó. Ăn uống hết chết đỡ ké phía bên đây nè, đỡ trái thằng tây thôi, đỡ ké thằng tây. Ở dưới mày quay lên nhiều nãy kìa. Có con nào? Có. Đây đâu rồi. Mó nó nhát coi nó đi vô chỗ cũ, vô chỗ sắt vừa nãy. Đây đi rồi kiếm cái suốt. Ờ cái dấu không? Có cái dấu hay. Cái dấu bên đó làm sao quất. Quay thúng lại, quay. Quay thúng lại cho nó bụi. Bây giờ làm sao tao quất? Từ ghé đùa đó rồi tao quay lại cho. Chưa được chưa? Đó, vứt. Rồi, đóng rồi. Kéo lên là đóng rồi. Ở tên đầu cầu cảng có không ta? Chính đế nữa sao vậy? Sao chạy được? Con đó. À, nãy rồi nãy. Còn con cũng được. Được một con cái dấu các bạn ơi. Thấy coi thấy cái suốt vô. Trồng ra. Đó. Nó đi làm không? Con gì á? Con đi lên lại. Vứt nhát thôi. Rút luôn.
Quát này được hơi nhiều các bạn ơi. Mưa nhát giờ xuống bảy khay á. Đó, không thấy Tuấn nó chạy á, thấy Tuấn nó chạy á. Quay lên cho hắn đấy nè. Ba tóc. Ba tóc xin nữa. Bao nhiêu đó hai bà con á. Quay lại chỗ nó. Mày kéo lên cho nó dính rạn chỗ đây sao gạch sao lặn. Quá đẻ. Được được một mét cái giỏng các bạn ơi. Cũng dạo được mà. Quá tuyệt vời. Được. Chạy cỡ đây, mặt lướt cỡ đây mà nó cùng lo không được. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì đi được khoảng 1 nồi canh. Đổ đây.
Ở cái chỗ này, chỗ đâu? Mở cái chuyện bên lông này. Đi được bên tôi không? Đi được bên tôi không? Qua rồi.